Bố ơi, bố. Bố đây, sao đấy hả con? Sao mưa thế này mà bố không mặc áo mưa vào? Ôi dào, lo cái gì? Mưa xuân thế này càng lộc đấy con ạ. Bố không nhớ hôm nay ngày gì à? Ngày gì à? Bố không nhớ đâu. Thế hôm nay là ngày bao nhiêu? Hôm nay mùng 10 rồi đấy ạ. Ôi, mùng 10 rồi cơ à? Vâng. Thế thì xuống đây phụ bố cho nhanh còn về nào. Vâng. Nhanh còn phụ bố về nhá. Ôi da ơi. Đây. Đây này. Đấy cái lá này. Đấy. Thế anh định về đây sống luôn hả anh? Lần này thì anh quyết định rồi. Bây giờ hai thằng chúng mày cũng đã trưởng thành rồi. Dần dần thì anh phải rút lui chứ. Anh cứ nói quá chứ. Bọn em cũng vẫn còn non lắm. Được cái là hai thằng chúng mày rất biết đoàn kết với nhau. Cái đấy là điều anh rất mừng. Hai bọn em gộp lại chắc gì đã bằng một phần của anh. Hai thằng chúng mày thì có một điều rất hay. Thằng Quân thì chững chạc điềm đạm, còn thằng Hải thì can đảm tháo vát. Tuy hai thằng chúng mày tính cách đối lập, nhưng kết hợp với nhau lại thành một đôi rất ăn ý. À mà anh Minh, sao chủ quán đâu rồi nhỉ? Anh cũng không biết nữa, để gọi xem nào. Chủ quán ơi. Em chào các bác. Các bác uống gì đấy nhỉ? Cho mấy chén trà nóng đi. Ok, đợi em một chút ạ. Đây, chào các bác ơi. Này, em mời các bác. Em xin. Bác này, bác cho tôi hỏi, hôm nay ở ngoài đầu làng có hội gì mà mọi người đi lại tấp nập thế? Cũng không hẳn là hội, nhưng mà vui lắm bác ạ. Anh nói rõ hơn được không? Thì hôm nay người ta được lĩnh tiền đấy. Lĩnh tiền á? Tiền gì vậy? Thì tiền bắt họ chứ làm sao? À. Chú Tùng cho xin chén nước nào. Ô, bác Sơn mới đi lĩnh tiền bắt họ về đấy à? Tất nhiên. Đúng ngày là đúng tiền đấy. Đây, nước của bác đây. Tôi xin nhá. Làng này bây giờ hay thật đấy. Hàng ngày chỉ làm việc đồng áng, mà bây giờ bà con lại thi nhau đi bốc bắt họ, cho vay lãi cao. Thế này thì chẳng mấy mà đứt. Này này này, nói như thế là không phải rồi nhá. Chú Hoàng ở đây làm ăn là có uy tín lắm đấy. Ở đâu thì tôi không biết, nhưng mà ở đây ấy, tháng nào tôi cũng linh lương đều đấy. Tôi thì chỉ nói ra như thế để cho mọi người cùng cảnh giác thôi. Làm gì mà bác phải bức xúc lên như thế? Ôi dào ơi, cảnh với trả giác. Tôi là tôi chúa ghét những cái thành phần nào mà nghi oan cho người khác. Đang vui tự nhiên lại mất hết cả cảm hứng. Thôi, cho tôi gửi tiền đây. Đây đây, làm cái nước. Này, mẹ tất cả người, sáng ngày toàn chuyện đâu đâu. Mà cái bác này cũng buồn cười thật. Việc người ta làm ăn, bác quan tâm vào làm gì? Thế anh cũng chơi bán họ à? Em thì chỉ bán trà đá đủ ăn thôi, chứ tiền đâu mà chơi bán họ. Không biết tên này làm gì mà huy động vốn của bà con nhiều vậy. Thì người ta đầu tư hoặc là trả lãi cao hơn đấy. Miễn là hàng tháng ấy, người ta trả đầy đủ tiền cho người dân là được ấy mà. Quân, Hải, hai thằng để ý việc này giúp anh nhé. Tự nhiên đang bình thường như này, anh lại đi bắt bọn em lo việc đấy làm gì? Trước khi mà bão giông ngập đến ấy, khoảng trời bao giờ chả bình lặng. Việc này anh giao cho chúng mày, chúng mày có làm được không? Bọn em làm được mà. Bọn em đi luôn nhá. Ok. Em xin phép ạ.
Con chào bác. Hôm nay bác cho gọi con sang đây ấy, có việc gì thế hả bác? Hôm nay tôi mời các chú sang đây ấy là để nói về cái việc vay lãi mà. Chú uống nước đi, chú uống nước. Vâng, con xin. Mà chuyện vay lãi ấy, con tưởng là con vẫn trả đều cho bác hàng tháng rồi còn gì. Mà với cả hôm qua bác vừa mới lấy tiền từ chỗ con còn gì nữa. Ê, chú lại hiểu nhầm ý tôi rồi. Tiền lãi hàng tháng ấy thì tôi vẫn lấy. Chỉ có là... Hàng xóm láng giềng với nhau ấy, có gì bác cứ nói thẳng ra, có gì đâu mà phải ngại ấy. Tiền lãi thì tôi không tiêu đến, mà vụ mía vừa rồi ấy, tôi cũng chắc chiêu được một ít. Thì tôi muốn nhờ các chú cho vay lãi hộ thôi. Ui dồi ôi, nãy giờ con cứ tưởng là con thiếu tiền lãi của bác cơ. Thế bác muốn cho vay bao nhiêu? Tôi có 400 triệu. 400 triệu ấy à? Con ấy thì con không dám hứa là sẽ cho vay được hết cái chỗ đấy đâu. Nhưng mà ấy, con sẽ cố gắng hết sức. Được, thế thì tốt quá. Thế thì chiều nay tôi mang tiền sang gửi chú luôn nhá. Nhưng mà có một cái vấn đề này ấy, là con muốn nói với bác là vì cái số tiền này nó cũng lớn, thế nên là đợt này bác bớt lãi cho anh em con nhé. Cái chuyện tính toán ấy thì chú cứ làm thế nào hợp lý là được nhá. Vâng, mà thôi con xin phép anh em con về trước, ở nhà cũng có chút việc nữa. Ừ, thế thì các chú đi nhá. Cảm ơn các chú nhá. Vâng, dạ vâng, con xin phép bác. Bác tuyệt vời. Mà này, em phải công nhận là đại ca siêu thật đấy. Nói có vài câu mà lão giả tin sái cổ. Chuyện tao mà lại, mà ngoài lão ý ra ấy, chắc chắn là tao còn phải vợt được thêm mấy con gà nữa. Nhưng mà em vẫn thắc mắc một điều, là đại ca làm cái gì xoay sở hết đống tiền đấy đấy. Đơn giản thôi. Giờ ấy, tao chỉ cần lấy tiền của người sau rồi tao trả lãi cho người trước. Mà cái dân làng này nó tham bỏ mẹ ra, nó kiếm được bao nhiêu tiền ấy, nó cứ bo vào, có đứa nào nói cho đứa nào đâu. Mà trả lãi tầm 4 tháng thôi, còn lại thì mình bùng. Hay phết nhỉ. Riêng cái bọn tham này ấy, là mình phải làm thật nhanh rồi rút thật gọn. Trước khi đến một khu nào, mình chỉ cần thuê một cái nhà, sau đấy là dúi cho chủ nhà ít tiền, bảo nhận là họ hàng. Mà người ta thấy mình sang, người ta chỉ nhận vội chứ. Mà thôi, nói thế thôi, chứ nói thêm nữa mày cũng đã hiểu được đâu. Vâng, em thì làm sao bằng đại ca được. Thôi, giờ ấy, về chuẩn bị đồ đi. Tự nhiên chuẩn bị đồ làm gì ạ? Ô, thế tao nói từ nãy đến giờ mày vẫn chưa hiểu à? Chuẩn bị đồ rồi mình rút. Làm thêm vài vụ nữa thôi, không rút nhanh ấy, lộ ra thì chết à? Ờ nhờ, không cẩn thận chết to ấy. Thôi, em về chuẩn bị đồ đây. Mà nhớ là kín kín vào nhá. Nhớ không được để lộ ra đâu đấy. Bao tiền của tôi dành dụm lúc bao nay đây. Lúc cướp này. Phải công nhận là các bác phán chuẩn thật đấy. Thằng Hoàng nó vừa ngồi đây hôm qua mà hôm nay nó đã mất tích rồi. Trường hợp này thì chúng tôi không lạ nữa, vì chúng tôi gặp nhiều rồi. Trách ai thì cũng là do bà con cả thôi. Nói thật là cứ như em ấy là chắc ăn nhất. Đồng tiền nó đi liền với khúc ruột mà. Thì đúng là như thế đấy bác ạ. Hôm trước tôi đã cảnh giác rồi, nhưng mà mọi người không nghe, do lòng tham của mọi người thôi. Ôi giời, tiền tôi đâu rồi, tiền của tôi đâu. Bọn kia lúc cấp ngày. Hoàng ơi,
Bà con bình tĩnh đã. Bình tĩnh làm sao được? Tiền của ông đâu mà ông sót cơ chứ? Đúng đấy, tiền tôi cơ mà. Tiền là tiền rồi. Tôi nói như thế này này, ngày hôm nay bà con bị lừa ấy, tất cả là do bà con hết. Đang làm ăn yên ổn, lại không tu trí tập trung vào việc làm ăn, mang tiền đi cho vay nặng lãi. Việc mất là điều quá bình thường. Ôi giời ơi, giờ nói thì có ích gì nữa. Đúng rồi đấy, nó không giúp ích được cái gì, đừng có nói tiền. Tôi nói mọi việc là đều có căn cứ cả. Kiếm được tầm này thế là đủ rồi, lướt nhanh thôi. Quân, Hải, giải hai thằng chúng nó vào đây. Hai thằng nào đấy? Trời ơi, bao tiền của tôi. Tiền mà. Đấy rồi, con ăn cướp. Mày, con cướp. Mày đây. Các người. Chính nó đấy. Ôi ơi, bà con. Bà con phải bình tĩnh đã. Bà con phải nghe tôi. Đừng nóng giận quá mà mất khôn. Mọi thứ đã có pháp luật giải quyết rồi. Bây giờ bà con cùng tôi đưa hai thằng này lên trụ sở ủy ban. Đưa nó lên trụ sở ủy ban. Mày đấy. Chú gì ơi, cho tôi xin lỗi những lời trước kia nhá. Tại tôi thiếu hiểu biết nên là... Không có gì đâu bác ạ. Mà qua sự việc lần này thì đề nghị bà con chúng ta phải cảnh giác hơn với những đối tượng như thế này. Ở trên cuộc đời này không có ai cho không ai cái gì đâu. Bà con muốn làm giàu thì phải chịu khó lao động bằng chính đôi tay của mình. Nếu mà muốn làm giàu nhanh theo cách này thì tất cả bà con chỉ có nước tán ra bại sản thôi. Giải chúng nó đi. Đi.